Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Amesop. Em làm lại clip giới thiệu đến các anh cái mẫu Zippo bán rất là chạy, luôn luôn ở trong tình trạng bán chạy của shop em. Và cái mẫu này thường thì hàng về nhưng mà thường thì sẽ không đủ để giao cho các anh, bởi vì rất là nhiều anh yêu thích. Một món quà rất là ý nghĩa là quà tặng cho bố mình hoặc là cho con trai cũng được nữa. Hình ảnh We Love to Dad, có nghĩa là tình yêu thương gửi đến cha. Father Day, ngày của cha. Cái mẫu Zippo được làm bằng đồng và khắc ăn mòn acid. Hình cha và con nắm tay. Một đáy lồi. Cái đời số thì nhà em giao ngẫu nhiên, nhà em đời số mới. Chính vì vậy là hàng liên tục cập nhật theo năm mới nhất. Đây là bản lề. Mặt sau là một bức thư. Mặt sườn. Cái mẫu này chất liệu đồng các anh nhé. Chất liệu đồng, chính vì vậy là các anh sử dụng hoàn toàn yên tâm luôn ạ. Ruột vàng cũng như là bánh xe chéo. Rất là sắc nét, các anh bật chế độ Full HD lên xem giúp em nhé. Buồng đốt này, lưỡi gà này, tim này, cũng như là bùa cam này, tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Các chi tiết của hàng chính hãng thì các anh hoàn toàn yên tâm, bên em cam kết bán hàng chính hãng, bảo hành trọn đời. Lỗi một đổi lỗi một trong vòng một tháng đầu tiên, đó là chính sách độc quyền của nhà em, hơn gần như là các shop khác không có được. Đấy. Tiếng kêu cũng rất là hay. Đây, một món quà rất là ý nghĩa, giá thành cũng rất là vừa phải, tiếng kêu cũng rất là hay luôn các anh ạ. Đấy. Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, Ambeshop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website. Các anh có thể gọi nhanh cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.